Những thứ dân Việt không dùng, Trung Quốc lại bất chấp bỏ tiền ra thu gom. Thu mua lá điều khô bán với giá 500 đến 1.000 đồng một cân. Thu mua đỉa với giá 400 đến 600 ngàn đồng một cân. Họ mua những thứ này làm gì nhỉ? Đó là thứ mà Việt Nam không dùng đến. Thế mà gần chục năm trở lại đây, danh sách những thứ lạ đời mà thương lái Trung Quốc tìm mua tại Việt Nam ngày càng được nối dài. Họ đã mua không biết bao thứ từ sừng, móng trâu bò, ốc bươu vàng, gỗ sưa, dứa, dừa non, rễ sim, hoa ngâu, lá cây phong ba, hạt chè, sơ dừa, rồi thì đến đuôi trâu phân trâu. Và câu nói mà nhiều người Việt hỏi nhau rằng họ mua thứ đấy làm gì? Phải chăng người Trung Quốc có sở thích đặc dị, hoặc là họ quá thừa tiền, hay là họ còn có mục đích thâm hiểm nào khác? Đỉa. Chỉ cần nhắc tới tên của nó đã cảm thấy sởn tóc gáy. Thế mà cách đây khoảng 5 đến 6 năm, tại nhiều địa phương như là Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Lào Cai, Nghệ An, người dân đã đổ xô ra đồng ruộng để bắt đỉa đem bán. Dù biết rằng đỉa là loài đỉa hút máu, và nếu không may bị đỉa chui vào cơ thể trú ngụ thì cực kỳ nguy hiểm. Nhưng lúc đó thương lái Trung Quốc thu mua đỉa với giá rất cao, từ 400 đến 600 ngàn đồng một cân, thậm chí lên tới gần cả triệu đồng một cân. Lúc đó thậm chí có nhà còn nuôi đỉa để bán. Nhiều người băn khoăn không biết thương lái Trung Quốc thu mua đỉa để làm gì. Thì các thương lái khẳng định số đỉa thu mua được sẽ bán sang Trung Quốc để làm thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên thực hư thế nào thì không ai biết được. Sau một thời gian thì thương lái Trung Quốc dừng đột ngột việc thu mua đỉa, khiến người dân trở tay không kịp và cũng không biết xử lý thế nào với hàng trăm cân đỉa sống. Có người đem vứt xuống biển, nhiều người đem bỏ lại mương ruộng. Và sau đó thì đỉa lại ngập cả đồng ruộng. Đỉa phát tán trong môi trường sẽ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái, bởi chúng có thể sản sinh và phát triển ngay trong cơ thể động vật. Rễ cây hồ tiêu. Giữa lúc giá hồ tiêu đang xuống thấp chỉ còn vài chục nghìn đồng một cân, thì bỗng dưng thương lái Trung Quốc xuất hiện thu mua rễ cây tiêu với giá 20.000 đồng một cân rễ tươi, 80.000 đồng một cân rễ khô. Điều này đã khiến người ta lo lắng vì nông dân có thể sẽ phá vườn tiêu để lấy rễ. Chưa kể một số người xấu cũng theo đó mà đào trộm rễ tiêu để bán. Rễ tiêu người dân vứt đi thì thương lái Trung Quốc mua để làm gì? Một số thương lái người Việt nói rằng rễ tiêu này mua để làm thuốc bắc. Ngoài ra có thể sấy khô rồi đem xay thành bột để trộn với tiêu thật để làm gia vị. Nếu mà đúng như vậy thì việc này rất nguy hại cho sức khỏe người tiêu dùng khi mua nhầm tiêu gia vị xay sẵn có trộn lẫn bột rễ tiêu. Bởi vì trong thân gốc rễ cây hồ tiêu có thể còn tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hóa chất. Rất may là người dân khi đó chỉ phá bỏ vườn tiêu già cỗi hoặc bị bệnh để bán rễ mà thôi. Các loại lá cây. Thương lái Trung Quốc đổ xô thu gom mua lá điều khô, lá măng cụt, vỏ cây thông và cũng không ai rõ họ mua để làm gì. Trong lúc măng cụt sắp sửa ra hoa, kết trái thì bỗng rộ lên tình trạng thương lái gom mua lá này ở Lâm Đồng với giá từ 20 đến 25 ngàn đồng một cân. Từ trước tới nay lá măng cụt không có tác dụng gì, chẳng ai mua nên rụng đầy gốc và tự phân hủy. Thời gian gần đây có người tới thu mua lá măng cụt với giá tương đối cao khiến ai nấy đều ngạc nhiên. Nhiều hộ trồng măng cụt đã thu gom lá đem bán. Nhiều người dân lầm tưởng rằng việc chặt lá đem bán sẽ không ảnh hưởng gì, nhưng mà khi cắt lá thì sản lượng của các cây măng cụt bị ảnh hưởng cực lớn sau này. Có một khoảng thời gian trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nói riêng và khu vực Bắc Trung Bộ nói chung đã diễn ra tình trạng người dân ồ ạt bóc trộm vỏ cây thông đem bán cho thương lái Trung Quốc. Giá bán của một cân vỏ thông là khoảng 4 đến 10 nghìn đồng. Theo người dân, không rõ thương lái thu mua vỏ thông sử dụng vào mục đích gì, nhưng việc ồ ạt khai thác vỏ thông khiến cây mất năng suất, thậm chí bị chết, gây ra tổn thất nặng nề. Thu mua lá điều khô rồi đem đốt bỏ. Nghe có vẻ hài hước nhưng chuyện này đã xảy ra tại các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Họ tới thu gom lá điều khô với giá từ 600 đến 700 đồng một cân. Người dân thắc mắc hỏi họ mua lá điều khô làm gì thì họ bảo cứ bán đi đừng thắc mắc, và khi gom chừng 5 tạ lá khô, thế là họ đem đi đốt bỏ. Khi ấy già trẻ đổ xô đi quét lá khô, thậm chí có những vườn còn chặt lá hay là phun hóa chất để lá điều rụng hàng loạt. Tưởng chừng vô hại nhưng việc làm này sẽ ảnh hưởng đến năng suất của cây điều trong năm sau. Mỡ lợn. Những loại lợn có trọng lượng trên 100 cân vốn là loại bị người tiêu dùng chê vì có nhiều mỡ. Thế nhưng những con lợn càng to càng nhiều mỡ, ít nạc thì anh bạn hàng xóm lại càng săn lùng. Bắt đầu từ khoảng tháng 9 năm 2013, các thương lái từ Trung Quốc đã kéo sang Việt Nam, lần mò vào tận các tỉnh ở miền Nam để thu mua loại mỡ lợn với giá cao. Cụ thể, lợn mỡ tăng lên mức từ 44 đến 45 ngàn đồng một cân tại chuồng. Trong khi đó, giá lợn loại 1, dáng đẹp, thịt săn chắc
cũng đã lên mức 46-47 ngàn đồng một cân. Nhà nhà tận lực vỗ béo lợn để lấy mỡ đem bán kiếm lời. Xe chở lợn lũ lượt từ các tỉnh đổ ra biên giới phía Bắc để chờ xuất sang bên kia biên giới. Và bồn cũ soạn lại, thương lái Trung Quốc bất ngờ dừng mua. Lợn mỡ ế, giá lợn hơi rất thê thảm. Người nông dân khóc ròng vì không biết xoay sở ra sao, thì những gã thương lái Trung Quốc quay lại thu mua ồ ạt. Và đương nhiên họ đã mua với giá vô cùng thấp. Móng trâu. Cách đây hơn 10 năm, phong trào giết trâu lấy móng để bán cho thương lái Trung Quốc diễn ra rầm rộ ở nhiều vùng nông thôn Việt Nam. Vì lúc bấy giờ giá của 4 cái móng bằng giá của cả một con trâu. Lúc ấy bọn trâu tặc liên tục rình rập nhà người dân để tìm cách chặt móng trâu đem bán. Sau vụ thu mua lạ đời này, số lượng trâu giảm mạnh. Nhiều con đang tuổi cày kéo, phải đi tập tễnh không cày kéo được, khiến cho sức kéo của nông dân bị triệt phá nghiêm trọng. Sau đó thì một số thương lái tiếp thị bán trâu sắt máy kéo đã xuất hiện. Lúc đó thì người nông dân mới vỡ lẽ ra đã trúng kế của thương lái Trung Quốc. Sâu ban miêu. Sâu ban miêu ở Việt Nam hay dùng gọi là sâu đậu vì sống trên cây đậu. Nhưng ít ai biết rằng loài sâu này có độc và nếu không may ngộ độc sâu ban miêu sẽ khiến nạn nhân rất đau đớn và co giật, rối loạn về thần kinh, hôn mê và chết trong 24 giờ. Hiện nay trên thế giới vẫn chưa có phác đồ điều trị độc tố của loài sâu này. Thế mà thương lái Trung Quốc lại thu mua sâu ban miêu với giá rất cao, từ 1,5 đến 1,7 triệu đồng một cân. Bất chấp nguy hiểm, người dân đổ xô đi bắt. Có nhiều người đã bị nhiễm độc sâu, nhẹ thì bỏng da, đau rát, còn nặng thì... Cuối cùng mục đích của việc thu mua loại sâu độc này để làm gì? Vẫn chưa có câu trả lời chính xác. Ốc bươu vàng. Ốc bươu vàng được coi là kẻ thù số 1 của nghề làm nông khi nhiều địa phương từng chịu cảnh mất mùa vì bị ốc bươu vàng phá hoại. Tuy nhiên sau thời gian rất vất vả diệt loài sinh vật gây hại này, thì thương lái lại ồ ạt thu gom ốc bươu vàng xuất khẩu sang Trung Quốc. Nhiều người bỏ bê công việc kinh doanh đồng áng đến cánh đồng của các địa phương khác tìm ốc về đem bán. Ốc sau khi bắt về sẽ được luộc sơ rồi nhể lấy phần ruột. Cứ 10 cân ốc sẽ được 3 cân ruột. Mỗi cân ruột ốc được thương lái thu mua với giá 16-23 ngàn đồng một cân. Thậm chí còn có nhiều nhà nuôi loại ốc này ngập đồng ruộng để đem bán cho có lãi, khiến nhiều địa phương lại phải chịu cảnh đại dịch ốc bươu vàng cắn lúa. Nhiều thửa ruộng chỉ sau một đêm đã chỉ còn lơ thơ vài cây lúa do bị ốc ăn. Đồng thời, để diệt được ốc cũng khó không kém do loài này có khả năng sinh sản cực nhanh, khó tiêu diệt. Cát lợn. Cũng là các thương lái Trung Quốc tung tin đồn nào là cát lợn là báu vật thần dược, là một vị thuốc quý hiếm dùng trong đông y. Vì thế mà họ sẵn sàng chi hàng chục triệu đồng một cân chỉ để sở hữu một chiếc cát lợn, làm cho nhiều nông dân ôm mộng. Trường hợp anh Linh ở Nghệ An phát hiện vật thể lạ, được cho là cát lợn từ trong dạ dày con vật. Rửa sạch, cát lợn có hình bầu dục như củ khoai, được bao bọc bởi lớp lông cứng như lông lợn đan ken màu trắng, đen, nâu, nặng gần 500 gram. Sau khi đăng lên mạng, có một số người gọi điện hỏi mua, trả giá từ 1 tỷ đến 1,2 tỷ, thậm chí là lên tới 3 tỷ đồng. Nhưng mà họ chỉ trao đổi qua điện thoại, không về tận nơi để xem và mua hàng. Cho đến tận bây giờ, cát lợn quý hiếm vẫn chưa có ai mua. Một trường hợp tương tự khác cũng tìm thấy cát lợn khi mổ lợn. Người đàn ông này đăng lên mạng, sau đó cũng có nhiều người hỏi mua. Và ông ta bèn giữ gìn cẩn thận nhưng mãi mà chưa ai đến mua. Ông lại mang vật này đến các cơ quan khác nhau để kiểm định nhưng mà vẫn không có câu trả lời. Cuối cùng, ông ta phải mang về và tiếp tục cất trong tủ lạnh, chờ ngày bí ẩn được sáng tỏ và giải quyết. Các chuyên gia y học cổ truyền nhận định, cát lợn còn gọi là chư cát, chư sa cát lợn hay là trứng vàng, là một loại sỏi mật lành tính, được tích tụ theo thời gian trong cơ thể lợn, được dân gian đánh giá là có giá trị đối với y học. Nhưng mà trên thực tế, trong đông y không sử dụng bất cứ vị thuốc nào từ dạ dày của lợn. Hiện chưa có tài liệu bằng chứng thông tin chính thống nào để mà nói về giá trị kinh tế cũng như y khoa của cát lợn. Đến hiện tại, đã có quá nhiều gian thương thực hiện chiêu trò mua bán kiểu đẩy giá thật cao để người dân thấy lợi trước mắt, tập trung thu gom, rồi sau đó không mua nữa, hay là ép giá xuống rất thấp mới mua, hay là mua về sơ chế bán lại cho bà con Việt Nam với giá rất cao. Chưa kể gần đây, anh bạn hàng xóm này thường xuyên đóng cửa khẩu bất thường vì những lý do không thể hiểu nổi, khiến hàng loạt thương lái và nông dân Việt điêu đứng trước cảnh nông sản phải đi đổ bỏ. Thời buổi làm ăn kinh tế khó khăn, chúng ta phải hết sức thận trọng. Thương lái Trung Quốc mua những thứ nông sản quái gì kia để làm gì? Liệu họ làm việc đó có phải do họ thừa tiền quá hay không? Hay là họ đang có những âm mưu thâm hiểm hơn phía sau đó? Các bạn hãy để lại comment bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.